không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Má hả? Má hả? Má hả? Sao rồi? Sao rồi? Mọi việc lo đến đâu rồi? Con cũng không biết họ làm cái gì nữa. Chú cũng và bà dì một mực khẳng định là dì Sa đẩy người đàn bà đó xuống tay vịnh than cuốn. Nhưng mà người đàn bà đó thì nói là mình bị sẩy chân. Bây giờ cảnh sát quyết định không khởi tố dì Sa, thả dì ra rồi. Dì Sa của tụi con đâu? Dì Sa có về hai lần, nhưng lần nào cũng bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà đó. Trời ơi Hà, tóm lại con phải kiên quyết một chút, vạch rõ đường ranh với loại người như nó. Sau này con đừng nhắc đến nó nữa. Ba, dì Sa có giải thích gì không? Thì nó... Dĩ nhiên là dì có giải thích. Có chuyện gì mà dì không dám nói? Dì nói là đòi người đàn bà đó đưa 300 là trêu chọc bả, tát người đàn bà đó một bạt tai là để trả thù cho má. Đúng là điên quá. Vậy dì có nói là trả thù gì giùm má không? Trời ơi má Hà, má hiểu rõ con người của dì mà. Nghĩ được gì thì nói nấy, chuyện gì cũng nói được có phải không? Má muốn biết thật ra dì đã nói gì. Dì nói là nghe được bất trình nói với má, biết người đàn bà đó tát má một bạt tai, cho nên trêu chọc bả, tát bả là một bạt tai. Mấy quý khách gọi hiện chưa liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Alo, chị Hai, chị nghe em giải thích. Không cần phải giải thích, chị đã biết rõ mọi chuyện rồi. Không phải đâu, chị nghe em nói đi. Không cần nói nữa, tụi nhỏ thu dọn hành lý giùm em rồi. Tối mai em về nhà ăn bữa cơm lần cuối đi. Alo, chị Hai. Chị Hai à, cho dù cả nhà muốn tử hình em, bữa cơm này là bữa cơm tối cuối cùng, chị cũng để em giải thích vài câu, thì có chết em cũng thấy cam tâm nữa. Sa, hôm qua chị về, anh bảo vệ nói với chị, dưới nhà khiếu nại chúng ta, nói gia đình chúng ta ồn ào quá. Lúc thì nghe, con lụm chừng nào mày mới chết. Lúc thì nghe, lấy chổi chà, đuổi nó đi đi. Một lát sau thì cảnh sát đến bắt người. Tối nay, chúng ta có thể phá lệ một lần, yên tịnh ăn hết bữa cơm tối cuối cùng này, có được không? Dạ được. Được. Gia Mỹ à, sao con còn ngồi đó cười? Người nào cười á, má cũng không có đau lòng. Con cười thì má rất là đau lòng. Má bị người ta đuổi đi, sắp về Bồ Đào Nha rồi. Má sắp phải về Bồ Đào Nha rồi. Sau này má phải cô đơn một mình sống quãng đời còn lại đó. Ba à, cả ba cũng cười nữa hả? Tuy là con không phải là con ruột của ba, nhưng ba đã nuôi con bao năm nay. Không lẽ ba không có tình cảm gì với con sao? Ba giúp con năn nỉ chị Hai, năn nỉ tụi nhỏ đi ba. Xịt cái gì chứ? Dì đã quen ăn đói như vậy rồi. Cho dù dì ồn ào mấy cũng chỉ ồn ào hết đêm nay thôi. Qua khỏi đêm nay tụi con muốn kiếm một người ồn ào cũng không có đâu. Trời ơi. À, đám quỷ nhỏ này chọc ghẹo gì hả? Sa, lần này chị Hai tin em. Chị tin em đòi Hồng đưa 300 là muốn trêu chọc cổ. Em tát cổ một bạt tai là vì muốn trả thù cho chị. Chị Hai à, chị tin em hả? Chị Hai, cảm ơn chị tốt quá. Tại sao chị lại tin em vậy? Hôm đó đi ăn buffet với chị Xui, tụi chị thật sự có nói chuyện Hồng ở toilet tát chị một bạt tai. Lúc trở về chỗ nhìn thấy mắt của em đỏ hoe, có vẻ rất tức giận. Chị hỏi em có chuyện gì, em còn nhớ không? Cho nên bây giờ gộp lại hết mọi chuyện, chị nghĩ những gì em nói đều là sự thật. Chị Hai à, chị giỏi quá, thông minh sáng suốt lắm đó. No. Còn một thắc mắc chưa được giải. Chị Sa nói là có 10 tấm hình thân mật của Yono và má Hà. Ở đâu vậy? Sao chưa từng thấy? Có phải tụi con muốn coi không? Dạ muốn coi. Coi chứ, đương nhiên là muốn coi. Chị cũng muốn coi. Nè, tấm đầu tiên là mẫu không tính tiền. Đâu.
Hay quá, có hình coi rồi. Cái gì vậy? Ủa, à, gì vậy? Sao kỳ vậy? Đây là nhà trọ Cơ Lợi Thì ở đường Ngô Tùng Tá Đôn. Ý em chị và ổng đi thuê phòng hả? Đây là giường đơn thôi mà, đúng không? Trời ơi, như vậy mới mùi mẫn đó. Tấm thứ hai hấp dẫn hơn. Ôm lại thành một cục, dính chặt với nhau. Tấm thứ hai phải tính tiền 30.000 một tấm. Có coi không, có coi không? Để má coi đã. Đâu coi. Trời, trời ơi, cục này là cục gì? À, con nhớ ra rồi. À, là lần trước dì Sa ăn chi phiếu đó, nhai lại thành một cục rồi nhả ra lại. Còn dám nói nữa, thiệt tình không biết nên cười hay giận. Đã từng tuổi này còn làm những chuyện đó. Chỉ không cần biết cục này em đã ói ra, lại đãi mọi người ăn như vậy đó. Đó. Tới mấy ngàn lận đó. Cô có thể ăn mà. Dì Sa, có cục này dì thật sự phải nắn thành một cục đó. Là gì vậy? Nhưng mà dì đừng khẩn trương nha. Xoay người lại. Tân Tân, Ân Tử, sao lại trở về đây? Ân Tử đã gọi điện cho chị nhiều lần, nói là rất nhớ em, muốn trở lại với em. Nhưng quan trọng là nó muốn tạo bất ngờ cho em, cho nên tất cả mọi người đều không được lên tiếng. Cho nên chúng con được nhau, không chọc kéo bà tháng tiền. Em từng nói em thích bất ngờ lắm mà. Ai không có quên đâu. Trời, không được, phải tìm lò sưởi mới được. Lạnh quá. Trời ơi, nắp khí con này. Nè, được rồi, được rồi. Mọi người có thể ngồi xuống ăn cơm. Sau này gia đình chúng ta sẽ vui vẻ, hòa thuận, không được la lối ôm sòm. Nè, ăn cơm, ăn cơm. Ôi, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Cẩn thận, cẩn thận. Từ từ thôi má. Được rồi, em không sao, không cần phải dìu em. Có vài bước nữa thôi mà. Phải đó má, xương sống của má chưa hồi phục hẳn đâu. Sao rồi, xuất viện hả? Không có gì chứ. Chị Quang, dọn cơm đi. Dạ. Má, con xin lỗi. Lần trước con ăn nói hơi lớn tiếng một chút. Má rộng lượng bỏ qua, đừng trách con nha. Bỏ đi, dù gì cũng lỡ nói rồi. Buồn thì cũng buồn rồi, có thể làm gì chứ. Ăn cơm đi ha. Cảm ơn má. Ăn cơm đi. Ăn cơm, ăn cơm. Chị Hai à, em và thằng Cung nói với chị tiếng xin lỗi. Thật ra hôm đó em đã nhìn thấy con không Hồng. Cần nói nữa, tôi sẽ không ngồi ăn cơm chung với hai người đâu. Bây giờ là tôi trở lên phòng hay là hai người trở lên phòng đây hả? Tổ à, má con dì lên phòng trước nha. Anh Tổ, má, gần đây gia đình có nhiều xáo trộn, lại có nhiều hiểu lầm nữa. Con có đề nghị này rất hay. Chúng ta tổ chức chuyện vui để sum hỉ đi. Mời mọi người tới dự tiệc, cả nhà nói có được không? Má à, con chưa lấy chồng được đâu. À, có phải má muốn tổ chức sinh nhật cho nội không? Dĩ nhiên má biết con chưa lấy chồng được. Sinh nhật bà nội là sang năm. Năm nay là kỷ niệm 12 năm ngày cưới của con và anh Tổ. Con muốn là bù đám cưới với anh Tổ đó má. Không phải chứ, vợ chồng già cả còn đám cưới gì. Anh Tổ à, anh còn nhớ bệnh viện anh đã nói gì với em không? Anh nói vợ chồng với nhau có chuyện gì cũng phải nói ra mà. Lúc em và anh lấy nhau đâu có làm đám cưới, cũng không có đãi tiệc nữa, và không có mặc áo cưới. Không mặc áo cưới là chuyện uổng phí nhất trong đời em. Anh có thể cho em toại nguyện không? Như nó, không cần mắc cỡ. Ba không có coi tin tức sao? Có rất nhiều ông cụ bà cụ đến đụng hết răng cũng đám cưới bù đó. Rất đầm ấm. Hơn nữa ba má vẫn còn chưa già mà. Do nò, ba hoàn thành tâm nguyện của má đi. Bà nhớ lúc trước á, bà nghèo sơ sát. Lúc đám cưới với má con, thật sự bà không có đãi bàn nào hết. Lúc bây giờ em xách theo cái vali đi theo anh, thật sự đã khổ cho em rồi. Thôi vậy đi, nếu em thật lòng muốn làm vậy á, thì em hãy chuẩn bị, thích tổ chức sao cũng được hết. Nè, quyết định vậy nha anh. Hiện giờ tôi không rảnh nghe điện thoại. Sau khi nghe tín hiệu, vui lòng để lại lời nhắn. Du Tố Tố, bây giờ anh ở trên sân thượng bệnh viện. Trước đây khi em không vui là lên trên này. Nhưng mấy ngày nay anh không gặp em. Có phải bây giờ người không vui chỉ có một mình anh không? Em đã bỏ Lăng Bi rồi.
Vô Tú Thu. Bác sĩ Lăng, em gọi cho anh là muốn nói rõ với anh. Sau này anh để lại lời nhắn cho em sẽ không nghe. Anh gửi tin nhắn cho em sẽ không coi. Mong anh sau này đừng tìm em nữa. Vô Tú Thu, em cho anh một phút đi. Một phút em cũng không muốn nghe. 30 giây. Trước đây anh hay kể chuyện vui với em, kể chuyện Tiếu Lâm cho em nghe. Em có thể nghe anh kể chuyện không vui một lần được không? Anh biết trong lòng rất nhiều người anh là một bác sĩ rất giỏi, có một bạn gái quen nhau đã 7 năm, sau này nhất định sẽ là một người chồng rất tốt. Không sai, có thể là một người chồng rất có trách nhiệm. Có phải vì anh quen cậu 7 năm, quen cậu sớm hơn em, cho nên phải chấp nhận cùng cậu tiếp tục đi với nhau? Anh biết bây giờ đưa ra quyết định này sẽ khiến cho cậu đau lòng, rất tàn nhẫn với cậu. Nhưng nếu anh không đưa ra quyết định này, anh chỉ tiếp tục làm cậu đau lòng, thậm chí khiến cậu suốt đời đau lòng. Vô Tú Thu, anh rất muốn em nói với anh, anh nên đưa ra quyết định này. Không phải vậy đâu. Rất nhiều chuyện nói thì dễ dàng, anh có thể nói nghe rất hợp lý, nhưng thế nào là đúng, thế nào là sai, thật sự em không phân biệt được. Anh không sợ người ta nói anh đúng hay sai? Cái gì anh cũng không sợ. Anh chỉ sợ Vũ Tú Thu đã bỏ Lăng Bi thôi. Bác sĩ Du. Chào anh. Lúc nãy em chạy dữ như vậy, tôi đây nhất định sẽ không mở mắt đau tráo mà ngủ rất ngon. Anh quản gia, em thật là dở quá. Tuy rằng em là bác sĩ nhưng em không thể trị được bản thân mình. Mỗi lần em không vui là phải tìm anh giúp, tìm anh nói chuyện, còn chiếm hết thời gian của anh. Chiếm cái gì chứ, thời gian anh cho em mượn là phải trả đó. Anh đã ghi lại hết rồi. Nè, anh dự tính em phải thất tình 3 lần mới lấy chồng được. Đến chừng đó khổ cho em. Cha, anh làm gì tính toán kỹ vậy? Lúc còn nhỏ cũng hay mượn qua mượn lại mà. Em cho anh mượn từ điển nè, cho anh mượn máy game nè. Không lẽ tất cả mọi chuyện anh đều ghi lại hết? Phải đó. Tới chừng đó em phải trả dài dài. Nhưng mà không được, song phẳng một chút. Bây giờ anh gửi bản sao cho em, chứng cớ hẳn hoi, sau này em khỏi ăn gian nữa. Ngày 25 tháng 11, lần đầu tiên Du Tố Thu ghi nợ, nợ anh quản gia 90 phút, ghi lại làm chứng. Anh ăn gian quá à, lúc nãy chạy xe đạp có 1 tiếng thôi. Còn chưa xong mà, em đã vui lại rồi sao? Không cần anh ở bên cạnh à? Nếu vậy thì anh sẽ về làm bánh đây. Cần lâu đó, giấy nợ đã ghi rồi. Em không cần biết, anh phải đi. Được, quyết định vậy đi. Anh Tổ, qua phụ em nè. Coi áo cưới có đẹp không anh? Đẹp, rất đẹp, cao quý sang trọng. Tôi sẽ lấy cái này. Dạ được, cảm ơn. À, vừa rồi chú Cung có gọi, chú ấy nói đám cưới của chúng ta ước tính ban đầu là phải đãi tới 60 bàn đó. 60 bàn? Chúng ta chỉ làm bùa đám cưới thôi. Em tính mời hết nhân viên cao cấp, nhân viên bán hàng và khách hàng của công ty. Đông vui một chút thì má sẽ vui hơn mà. Được được, cứ mời họ luôn đi. Còn nữa, em muốn gửi tấm thiệp cho chị Hà, chú Đạt và quản gia tụi nó có được không anh? Đừng có đụng tới nhà bên đó, họ đến dự chỉ càng thấy buồn thôi. Anh có tới 7 đứa con mà. Bên nhà chúng ta chỉ có thằng Duyên và con Tâm. Em sợ bà con bạn bè lời qua tiếng lại thôi. Bên ngoài bây giờ đồn rùng beng lên, nói là anh có 2 gia đình đó. Ở bệnh viện chúng ta thỏa thuận rồi, không được nhắc tới chuyện này nữa. Không phải em muốn nhắc, là người bên ngoài nhắc thôi. Họ thích nhắc thì chuyện của họ, mình bận tâm quá làm cái gì chứ. Bây giờ gửi tấm thiệp cho họ có gì khó đâu. Nói cho cả thiên hạ biết, tình cảm của hai nhà chúng ta rất tốt, không có gì tranh chấp. Như vậy không tốt sao? Dù gì con cái cũng hiếu thảo với anh mà. Mời tụi nó ăn bữa cơm thôi mà anh. Đừng có đụng tới tụi nó,
Nè, tóm lại mấy chuyện về đám cưới á, em cứ làm chủ hết đi, anh không có ý kiến. Nhưng mà mấy đứa nhỏ bên đó thì đừng có đụng tới. Anh Tổ à. Để anh thắt lại ra phát rồi qua bên đó chụp hình với em nha. Anh Tổ. Chị Hồng. Chú Cung, có phải chú quen rất nhiều tờ báo lá cải không? Chú giúp tôi tung tin cho họ đi. Hồng à, tuần sau là 22 tây. Chuyện con làm bù đám cưới còn lo tới đâu rồi? Thiệp mời đem gửi hết rồi chưa? Gửi hết rồi, bánh cưới cũng giao đi luôn. Tôi đâu có hỏi gì, tôi hỏi con Hồng mà. Hồng à, sao em từ người ra vậy? Má hỏi chuyện em kìa. Làm gì vậy, mặt mày buồn hiếm mà còn khóc nữa? Có chuyện gì, hôm nay đi làm rất vui vẻ mà, sao đột nhiên bây giờ lại buồn bã, có chuyện gì vậy? Anh Tổ, anh không biết thật sao? Biết cái gì chứ, mấy cuốn báo lá cải đang ra hết rồi kìa. Má, lớn gì rồi? Kỳ này tờ báo nào cũng có đăng tin ba má hết. Hả? À, tờ báo lá cải đăng tin gì vậy? Đâu coi. Gia Hảo Không Nguyệt Viên, vậy tức là nói chúng ta rồi. Viên à, con mau đọc cho nội nghe đi, mắt nội nhìn thấy không rõ. Dạ được rồi. Cuốn này đang vợ trước đại chiến với bà chủ tiệm. Còn cuốn này thì đang vô no là Trần Thế Mỹ trung thú. Cuốn này còn tệ hơn nè. Họ nói chị Hồng á muốn níu kéo tình cảm, ở tuổi 48 lại mặc áo cưới. Còn cuốn này á liệt hết quan hệ nhân vật của cả hai nhà ra hết đó. Ê, thiệt là đừng coi. Chị Quang, dạ. Để bỏ vô thùng rác hết đi. Dạ. Để bỏ vô ít thôi. Bên ngoài mấy chục càng cuốn, để nó khô lấp xong bỏ cũng không đủ nữa đó. Chú im miệng đi, chú nói nữa tôi bắt chú ăn hết đó. Trời ơi, ai tệ hại quá vậy tung mấy cái tin này ra ngoài. Chị Hai à, đừng nói em xấu miệng, chắc chắn là bà Sa đó. Phải rồi, đó cái gì vậy? Không bằng không chứng, không thể khẳng định là người ta làm. Đừng ồn nữa, phiền quá đi. Má. Hồng à, chứ không. Hồng à. Má. Hồng à, xem tự giúp mình trong phòng mấy ngày trời vậy. Chuyện đám cưới em lại không lo, chuyện ở công ty cũng không lo nữa. Em nhức đầu quá. Má, con biết má không được khỏe, nhưng má có thể bàn với con chi tiết mấy căn tiệm bên Đại Lục có được không? Bàn bạc xong là gửi tiền qua đó thanh toán phần còn lại. Phải đó, thằng Duyên nói với anh, 6 căn tiệm bên Đại Lục ngày hôm qua là tới hạn rồi. Chủ nhà cho chúng ta gia hạn 3 ngày, nếu không chịu giải quyết á thì phải đền gấp đôi tiền cọc cho người ta, tổng cộng là 20 mấy triệu đó. Mọi người đừng có làm phiền tôi nữa, tôi nhức đầu lắm, trong lòng tôi rất bực bội. Hồng à, không phải đâu. Nè em biết đó, chuyện công ty là em nắm hết, đâu có ai biết đâu. Bây giờ em không tới công ty thì công ty mất người dẫn dắt, lộn xộn lên hết. Ông Đường bên phòng kế toán gọi điện tìm anh, ông Tạ bên phòng kinh doanh cũng gọi điện. Anh Tổ à, bây giờ người khắp Hồng Kông đều biết ông chủ Gia Hảo Nguyệt Viên định quay lại với vợ cũ của mình. Còn bà chủ như em, vì muốn níu kéo người chồng lại, 48 tuổi đầu mới làm đám cưới bù, mặc áo cưới trước bàn dân thiên hạ để cho người ta cười mình. Người ta nói sao thì kệ đi, em cũng biết mấy cuốn báo lá cải nói toàn chuyện tào lao không. Miệng là của người ta thích nói sao cũng được mà, có phải không? Phải đó má, cứ mặc kệ người ta nghĩ sao đi. Không phải má nghĩ sao, thật sự là có cách bịt miệng người ta lại, tại mình không bịt thôi. Trời, làm sao bịt miệng người ta lại được? Rất đơn giản, anh gửi mấy tấm thiệp qua bển, mời chị Hà, chú Đạt và đám nhỏ đến dự tiệc cưới của chúng ta là được rồi. Vui vẻ hòa thuận chúc mừng nhau thì có thể bịt miệng cả thiên hạ. Trời, vậy cũng phải nghĩ đến cảm nhận của tụi nhỏ nữa chứ. Em hỏi anh, cảm nhận của tụi nhỏ có gì không tốt? Trừ khi chị Hà thật sự muốn quay lại với anh, trừ khi tụi nhỏ thật sự muốn anh và chị trở lại với nhau. Trời ơi, không phải như vậy. Chuyện là... chuyện rất đơn giản mà anh cũng không chịu. Hàng ngày anh chỉ biết gõ cửa phòng em, gọi em dậy đi làm. Đàn ông tụi anh không hiểu tấm lòng của phụ nữ tụi em. Phụ nữ quan trọng nhất không phải là tiệm bánh, không phải là tiền, là người chồng, là gia đình. Đi mở cho. Chú Nó. Ờ Trung, bà tới ăn cơm. Ờ phải. Dạ Nó. Ờ chào. Ông ngoại đâu? Má Hà đâu? Ông ngoại đi về quê. Còn má Hà nói là làm xong mấy việc ở tiệm mới về ăn cơm. Ờ. Chà, kẻ phụ bạc tiệm bánh cũng rảnh tới đây sao? Anh còn dám ra ngoài hả? Anh không sợ đội chó săn theo dõi kỳ sao lại đăng lên trang bìa hả? Vì bớt vài lời có được không? Sao hả Dù Nó? Chuyện làm bù đám cưới đã lo đến đâu rồi? Đã đặt khách sạn 6 sao nào vậy? Phải đó, có mời tôi tới dự không? Để tôi đi mua cái váy đẹp đến dự đó mà. Nói ít chút đi, muốn gây lộn nữa hả? Yên tâm, anh may mắn đó. Tôi đã hứa với chị Hai là sau này sẽ không phát ra tiếng ồn nữa.
Thôi, vào bàn ăn cơm. Ăn cơm. Không biết hạng người gì, lấy con dao ra khoét vào tim chỉ một lần còn chưa đủ, bây giờ lại khoét thêm một lần nữa. Nguyễn Khánh, làm gì vậy? Ăn cơm đi, sao mặt hầm hầm vậy? Ăn cơm đi. Ăn cơm. Quản gia, thứ bảy tuần sau là ngày vui của Juno với dì Hồng của con là bùa đám cưới. Đến ngày đó con nhớ đừng có hẹn ai nha. Còn nữa, tụi con đứa nào đứa nấy cũng phải đến dự đông đủ, biết không? Khánh à, đây có mấy tấm thiệp nè. Tấm này là gửi cho Kevin và má chồng của con, mời họ đến dự sớm nha. Hồng nói là lần trước có hiểu lầm với gì, nên coi như là tiệc quà giải ha. Nè, nhưng mà phải gửi lì xì nha. Quản gia, thiệp này là gửi cho ông ngoại con. Thiệp này thì... Ba, cả má Hà cũng mời luôn sao? Đến chuyện đó cả nhà đông đủ, vui vẻ thoải mái ăn một bữa cơm. Không cần nói, chắc chắn là người đàn bà đó kêu ba mang thiệp qua đây. Thật ra dì Hồng nói cũng rất là có lý. Gần đây mấy tờ báo lá cải đăng toàn là những tin rất xấu. Đến ngày đó các con đến dự thì sẽ bịt miệng được cả thiên hạ này hết rồi. Juno, bà sống từng tuổi này rồi, lẽ nào bà không hiểu người đàn bà đó đang nghĩ gì? Bà đã mấy chục tuổi mà còn mặc áo cưới là vì cái gì? Chính vì muốn ra vẻ ta đây trước mặt má Hà, muốn làm má Hà đau lòng. Bà muốn nói cho má Hà biết bà mới là người chiến thắng đó. Cũng không phải đâu. Thật sự là mấy tờ báo lá cải đăng như vậy cũng là sự tổn thương rất lớn đối với dì Hồng. Juno, má Hà sắp về rồi, bà làm ơn cất thiệp vô đi, con không muốn má Hà nhìn thấy. Bà không phải muốn má con đau lòng đâu, cũng không phải muốn các con không được vui. Bà làm ơn cất vô đi mà. Má Hà sẽ không dành với người đàn bà đó đâu, cũng sẽ không dự đám cưới của hai người. Tụi con cũng không đi. Con ngoan đi, chững chạc giùm đi. Vì ba của tụi con lấy dự buổi tiệc cũng không được sao? Juno, ba đừng có nói nữa. Chính vì ba là ba, tụi con không muốn gây với ba về chuyện này nữa. Không phải ba muốn gây với con đâu, ba chỉ muốn tốt cho tụi con thôi. Nếu ba thật sự muốn tốt cho tụi con thì ba đừng có nói nữa. Khánh cũng vì chuyện này, con không biết nó đã khóc bao nhiêu lần. Mấy ngày nay dì Hồng của con không có ra tiệm bánh, bây giờ tiệm bánh đang lộn xộn lắm. Chứ quan gì tới tụi con chứ? Ba đã cầm rất nhiều căn tiệm ở bên Đại Lộn rồi, nếu không thì ba sẽ bị lỗ. Dù nó là người phải nói nguyên tắc. Gia hảo nguyệt viên là do một tay ba làm ra. Tuy rằng bây giờ đi vào quỹ đạo rồi, nhưng 6-7 năm nay ba không có quản lý. Dù sao tiệm bánh cũng là của ba, sau này ba cũng sẽ giao lại cho tụi con quản lý mà. Ba không thể nào nhìn tiệm bánh lộn xộn mà cũng mặc kệ được. Dù nó, có thật là ba nghĩ tụi con rất cần không? Tụi con thật sự không cần đâu. Ba đòi làm bù đám cưới với người đàn bà đó, con cái tụi con không có quyền phản đối. Ba còn nghe lời của bà, mang thiệp tới làm cho má Hà phải đau lòng. Con thật sự cảm thấy ba rất là vô sĩ, rất đi tiện. Chuyện gì vậy? Đứng bên ngoài thì đã nghe hai cha con cãi nhau, xảy ra chuyện gì? Không có gì, bà về rồi hả? Cả nhà ăn cơm đi, tôi đi nha. Ngày 18 tháng 12, Du Tố Thu nợ lần thứ tư, nợ anh quản gia 60 phút, tích lũy số nợ 430 phút, ghi lại làm chứng. Sao anh kỳ quá, lần này rõ ràng là anh hẹn em ra mà. Anh nói ở nhà anh có chuyện om sòm trời đất, kêu em ra đây cùng anh yên tĩnh. Lý nào anh lại tính luôn? Bây giờ em đang ở thời kỳ thất tình, dĩ nhiên là tính cho em. Còn anh rất tốt bụng, không có tính lãi đâu ha. Được. Hayley cappuccino. Nè, em ăn bánh gì? Bánh hột gà sữa hay là bánh chiên cũng ngon đó. Hả, ăn cái gì? Anh làm chủ đi. Làm ơn, cho hai bánh hột gà sữa đi. Cái này nè. Cảm ơn. Gọi cái gì ăn đi? Anh vừa mới gọi rồi, em không có gì chứ? Anh quản gia, em không được khỏe, em đi đây. Hả? Nè.
Anh ra xe lấy bản tài liệu coi. Làm ơn tính tiền. Chú Thu Thu, chú Thu Thu à. Anh trở vào đó đi. Bạn gái của anh đang ở trỏng mà. Mặc kệ em không sao đâu. Chú Thu Thu, em có gì mà. Anh nhìn thấy em rất đau khổ, em không được vui. Em không sao thật mà. Nếu không có gì tại sao em bỏ về? Bởi vì em cảm thấy mình là kẻ thừa thãi. Cho dù em không làm gì hết, em cũng cảm thấy là thừa thãi. Bỏ tay ra. Anh không có bỏ đâu. Bỏ tay ra đi. Chú Thu Thu, lần trước ở trên sân thượng bệnh viện nói điện thoại với em xong thì anh không có gọi cho em nữa. Bởi vì anh biết nếu anh không tìm em sẽ được vui hơn thì anh không nên ích kỷ như vậy. Như vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt của em, anh biết là không phải, thật sự không phải. Anh xin em, để anh làm kẻ xấu một lần đi. Anh xin em. Cô làm ơn giữ bàn giùm tôi, cho ra ngoài một lát. Cảm ơn. Đi thôi. Đừng quay lại nhìn mà. Anh Tính, bỏ quên chìa khóa xe nè. Cảm ơn. Anh gọi nhà, em rất bối rối. Em muốn khóc nhưng lại không khóc được. Dù tốt thủ, em đừng vậy mà. Em xin lỗi anh gọi nhà. Em xin lỗi. Em tưởng là em làm được nhưng thì ra là không được. Em không phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai hết. Em thật sự có lỗi với anh. Em lãng phí thời gian của anh. Dù em không phân biệt được đúng hay sai, chỉ cần em không vui, thời gian của anh đều có thể che phủ hết. Yêu sẽ có hậu yêu ý kiến ý kiến giúp cao. Phong sâu, mô đích hiền quá, dạo bất đồ dân thảo phong sâu. Kỳ vọng nể hạnh phúc, sống mơ đâu yếu ya hư, ngồi hận sâm hầu, vì ngô dấu hòn đa thâu phong sâu, chỉ khó dùng yếu. Tổ à, con nói gì nhiều chuyện hay cái gì cũng được, vì cũng phải nói luôn câu này. Trưa nay chính con cũng có đưa Hồng đi bác sĩ. Bác sĩ nói sao con cũng đã nghe rồi. Quất ức nghiêm trọng dẫn tới nội phân tiết mất cân bằng. Mai à, tôi có cho phép dì góp ý sao? Nếu dì muốn tiếp tục ngồi bàn ăn chung với tôi thì làm ơn đừng có nhiều chuyện nữa. Dì à, cho dù dán miệng con lại, con cũng phải nói thêm vài lời thôi. Không phải chị Hồng không có tâm trí quản lý tiệm bánh đâu. Dì nghĩ coi, chỉ làm việc giỏi được yêu mến như bà đầm thép vậy, các nhân viên ở tiệm bánh á, nghe tiếng giày cao gót của chị lóc cốc thì ai nấy đều cúi đầu xuống hết. Bây giờ bị người ta chỉ trỏ rồi bụm miệng lại mà cười, chứ chịu đựng được sao? Còn mặt mũi nào tới tiệm bánh làm việc nữa? Duyên à, bây giờ tình hình của tiệm bánh sao rồi? Nội à, thật ra con cũng không biết. Lâu nay chuyện quan trọng của tiệm đều do má giải quyết, rất nhiều nhân viên cao cấp cũng không biết, con muốn quản lý cũng không được đâu. Dù nò, khoảng 4-5 ngày nữa 4 căn tiệm ở Đại Lục phải bàn giao. Nếu không thanh toán chiếc phần còn lại giải quyết không xong, con nghĩ phải lỗ đến 10 triệu đó. Đừng nói tiếp nữa. Bắt đầu từ ngày mai ba đi làm, tiệm bánh ba sẽ tự quản lý lại. Dù nó à, 6-7 năm nay ba không có ra tiệm bánh, ba có làm nổi không? Thùng vàng đầu tiên ở tiệm bánh là do một tay của ba làm ra. Thùng vàng thứ hai, thùng vàng thứ ba cũng do sức của ba làm ra. Lúc đó Hồng á chỉ phụ giúp cho ba thôi. Cho dù lần này ba quay lại lo không xong thì đã làm sao? Gia hảo quyệt viên rất bệ thế, làm sao có thể lỗ sạch được chứ? Cho dù bị lỗ sạch thì sao? 10 mấy chi nhánh lỗ một nửa thì sao? Ba gác tay lên trán suy nghĩ kỹ rồi. Không có gì quan trọng hơn cảm nhận của con cái mình. Có hậu quả gì mà gánh chịu? Má cũng nghĩ vậy. Vì tốt cho gia đình, con làm gì với con Hồng má không phản đối. Thậm chí con hái trăng trên trời xuống cho nó má cũng không phản đối. Nhưng nếu khiến cho thằng quản gia và tụi nó không được vui thì má nhất định phản đối. Quyết định vậy đi. Nhưng à,
Sáng mai thức dậy, theo bà tới văn phòng. Alo, alo. Ông Hà đó hả? Dạ phải, tôi tìm ông, đang tìm ông gấp nè. Ông hứa soạn số tài liệu xong gửi lên văn phòng cho tôi kia mà. 9 giờ sáng mai họp tôi cần phải có. Phải đó, tôi chưa có tài liệu làm sao mà họp được chứ. Ông gửi rồi hả? Làm gì có, đó chỉ là bản báo giá thôi. Hả? Không phải bản báo giá hả? Nè, ông không ghi đó là tài liệu họp, tôi đâu có biết được. Nè, thôi vậy đi, tóm lại trước 7 giờ ngày mai ông gửi cho tôi phần khác đi. Tôi thà tới văn phòng sớm để coi. Không phải đó, ông không gửi mà tôi tưởng là bản báo giá nên bỏ đi rồi. Ai da. Ông Tổ, ông Tổ, có bị đau ở đâu không hả? À không sao, không sao, không sao. Ê, nè, nè, nè. Tôi thật dụng dễ đứng quá lên, đứng lên. À không đi. Sao. Ông cẩn thận một chút chứ. Lấy ăn lẩu đi. Ê, sao hôm nay im lặng quá vậy? Thường ngày đứa nào đứa nấy nói nhiều lắm mà. Sao hôm nay im ra à? Sao hả? Có phải đang giận vô no không? Nè, quản gia ăn cá viên đi. Vô no trụng cho con nè. Nè, gia, cụng ly. Cụng ly. Gia, cụng ly đi. Hai cha con đâu có thù dai có phải không? À, thật ra thì vô no phải nói tiếng xin lỗi với tất cả tụi con. Tiệm bánh chỉ gặp chút chuyện thôi, sao phải quýnh quán lên như vậy chứ? Đúng là vô dụng quá, vô dụng quá. Đó khiến con Khánh phải khóc nè, thằng quản gia thì trở mặt nè. Thật ra người làm cha mẹ là vì cái gì chứ? Cũng chỉ muốn con cái được vui vẻ thôi. Chuyện tấm thiệp á, có thể khiến cảm nhận tụi con không tốt. Vô no đã làm sai rồi. Quản gia coi như phấn trên bảng xóa hết đi ha. Dạ, nè, cùng ly, cùng ly, cùng ly. Nè, Cánh à, Nguyệt à, cùng cùng ly đi, đừng giận vô no nữa ha. Nè, cùng ly, cùng ly. Nè ông à. Hả? Ông và Hồng làm bù đám cưới ngày nào vậy? Ờ, là thứ bảy tuần này nè. Vậy Hồng có mời tôi và các con đến dự không? Ờ, trời ơi, cổ chỉ nói vậy thôi, đừng có để tâm tới cổ. À còn nữa, nếu các con thật sự không muốn đi thì đừng đi, dự tiệc thôi mà, không có vấn đề gì, thật sự không có vấn đề. Đến ngày đó tôi sẽ đến dự. Má Hà, má nói gì vậy? Má nói má sẽ đến dự tiệc cưới của ba các con và dì Hồng. Chị Hai à, chị nói em tăng thêm tiếng ồn em cũng phải nói nữa. Chị có bị điên không vậy? Chị không có điên. Thật ra má cũng muốn kể chuyện này cho các con nghe. Lúc các con còn nhỏ, tiệm bánh chúng ta kinh doanh không được tốt. Vô no phải làm thêm một việc. Hàng ngày 4 giờ sáng thì phải dậy, đến một tiệm trà làm bánh hột gà. Ngày cũng làm bánh hột gà, đêm cũng làm bánh hột gà. Ba con hay than với má là nhìn thấy bánh hột gà thì muốn ói. Cũng nhiều lần ba con nói thẳng thừng với má muốn nghỉ việc không làm nữa. Nhưng sáng ngày nào ba con cũng dậy lúc 4 giờ tiếp tục đi làm. Ba con vì cái gì? Chính vì hy vọng cuộc sống của tụi con được tốt hơn. Có chuyện này má cảm thấy rất ân hận. Năm đó má trên xe điện té xuống, bị thương ở cột sống, không làm việc được. Ngoài tiệm rất lộn xộn, kinh doanh càng thêm sa sút. Ba các con lo ở nhà không có tiền xài, nên lén dì Hồng lấy 20.000 ép buộc má phải nhận. Má đem tiền cuộn lại thành một cục ném thẳng vào mặt ổng. Má đã làm sai. Con cái không phải của một mình má, ba hay má cũng đều có phần. Má không có quyền ngăn cản người cha thương yêu con mình, quan tâm gia đình. Con cháu có phước của con cháu, đừng vì con cháu mà làm trâu ngựa. Câu nói này ai cũng đều biết nói, nhưng không phải cha mẹ nào cũng làm được. Sau này tụi con cũng như vậy, tụi con cũng sẽ vì con cái làm trâu làm ngựa, để lại cái tốt nhất cho chúng nó. Các con có thể không cần tiệm bánh đó, nhưng các con không thể không hiểu tấm lòng ba dành cho các con. Hôm đó ba các con đem thiệp tới, má đứng ngoài cửa nghe tụi con ở trong này cãi nhau. Có đứa nói ba con rất đê tiện, vô sĩ. Lại nói những lời này. Quản gia, các con có cảm thấy nói những lời này với ba mình là rất tàn nhẫn không? Má muốn các con rút lại những gì đêm đó đã nói, thật lòng nói tiếng xin lỗi với ba các con. Xin lỗi Juno. Con xin lỗi. Xin lỗi Juno. Xin lỗi Juno. Xin lỗi cái gì? Đến ngày đó má sẽ đi dự tiệc của ba các con. Các con đều trưởng thành và lớn hết rồi, tự mình quyết định đi hay không. À phải, ông Tổ, ông Gà và ông Mã Lai, đám nhân viên cũ họ cũng đến dự phải không? Ông xếp cho tôi ngồi chung với họ đi, tôi muốn nói chuyện với họ. Ba,
Con cũng đi. Con cũng đi. Má hả? Đêm đó con và Khánh cũng sẽ đi. Con cũng đi nữa. Con cũng đi. Chị hai, em và anh Tứ và Mỹ cũng sẽ đi. Ăn đi, ăn đi. Ông chủ, bà chủ, chúc mừng nha. Cái khăn vàng này là tất cả đồng nghiệp chúng tôi tặng cho ông bà đó. Dạ phải, dạ phải. Cảm ơn, cảm ơn. Khách sáo quá. Đẹp quá, đẹp quá. Bà chủ à, chúng tôi qua đón khách. Dạ, dạ, xin phép. Cảm ơn nha. Chị Hồng à, chị Hà, thằng quản gia tụi nó tới rồi. Anh Tổ, chúng ta qua đó đi. Ờ, được. Ý, chị Hà, sao đến trễ vậy? Chú Đạt đâu? Ba tôi về quê chưa lên. Hồng à, chúc mừng cô. Cảm ơn chị. Ông Tổ, chúc mừng ông. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng nha. Tâm à, đưa má Hà tới bàn nhân viên cũ đi. Má Hà còn muốn nói chuyện với các nhân viên cũ đó. Không được. Sao chị Hà có thể ngồi với nhân viên chứ? Phải ngồi bàn chủ nhà. Còn gia và quản gia nữa, tất cả đều phải ngồi bàn chủ nhà đó. Tâm à, đưa mọi người đến bàn chủ nhà đi con. Dạ. Thân biên lâu suy yên mây thầy kiên buồn nấy mang hăng gia tiên chìm gia tiên vì của cô phong linh giác phong khờ giàu kiên mục tiêu suy yên dạng lĩnh sáng bình yên rồi xin miên lâu trong khi khơi dịch bắt tha sau mò niên nhìn nhà sân trong phủ lộ phải lo nhà thấy yên vì phải bị ngoài rồi sân tiên chuyên nhau chuyên phong trọng hùng sáng xếp mô lưng sáng phá phải lo vui xin mô dòng cây cao phải ăn sâu sân tiên mỹ lệ mỗi nhất tiên hoàn nguyên khó xuân mỹ kinh lạng sân trôi kéo biên nguyên trang phun siêu sinh khói yên phủ thông nà yết niên bì ya hầu hì ya hầu mỗi thiên giáo đồ sân phát yên lương trần phong chơi ya chơi chân quân khắc ngõ lương hào yên xíu yu tiên phong xâm xa dẫu y kỳ xâm hương trước chiến. Rất nhiều người nói tôi là bà đầm thép, nói là nghe được tiếng giày cao gót của tôi đi lóc cóc thì sợ đến run rẩy. Thật ra bà đầm thép bên anh, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường. Tôi còn thường xuyên bị người ta cười sau lưng nữa. Cười bà gì vậy? Cười đi. Cười tôi đã 40 mấy tuổi còn mặc áo cưới. Phải đó. Thật sự tôi mong đợi đã 10 mấy năm. Tôi thật lòng rất mong muốn. Cảm ơn anh Tổ. Cuối cùng em đã mong đợi được. Cười mắt của chồng tôi không tốt, rất mơ màng. Thật ra không quan trọng, quan trọng là ảnh nhận ra được chúng tôi từng đi qua con đường đời này thì đã mãn nguyện lắm rồi. Bài hát này là vợ chồng chúng tôi đã hát tặng cho nhau, cũng tặng cho các vị quan khách đang có mặt tại đây. Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến đây để chứng kiến chúng tôi tiếp tục đi trên con đường đời này. Sân biên lộ suy yên mây mây kiên buồn nay mà tham gia tiền chi gia tiền biệt qua cô phong linh giác phong khờ giàu kiên mục tiêu suy yên giờ mây sớm hay quá, hay quá. Rồi. Hà, em thấy chưa, anh đã nói là đau thần kinh cho rất hay, gốc chết bạn cũng đẩy bạn ra được. Vừa rồi thằng đầu bự sức mạnh một cái, đau thần kinh giống như một con mèo phóng qua vậy đó. Ê! Anh Tổ! Anh Tổ, anh đừng sợ. Anh không nhìn thấy gì hết, anh không làm bánh được, ba của em sẽ không mướn anh nữa. Vì vậy sau này chúng ta khó gặp nhau lắm. Anh khờ quá. Nếu như anh có bị mù đi nữa, em cũng sẽ kêu ba tiếp tục mướn anh. Cùng lắm thì làm bánh ông mù. Xin
mời Gia Hảo, Nguyệt Duyên, Khánh Trung Thu lên hát chung với chúng tôi. Ôi, lên đi, lên đi. Duy Hồng à, hôm nay là một ngày rất vui, con muốn các anh chị em tụi con hát một bài để chúc mừng gì? 愿我会揸火箭带你到天空去，在太空中两人转，活到一千岁，到一般心醉，有你在身边多乐趣。 共你相相对，好得戚好得意，地冷天崩当闲事。就算翻风雨，只需睇到你，似见阳光千万里。若有朝失咗你，花开都不美，愿到荒岛去长住。 做个假的你，天天都相对，对木头公仔做戏。 Các vị quan khách thân mến, chúng tôi cùng nhau chúc phúc cho ba và má của chúng tôi mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi được vui vẻ, mãi mãi đều khổ cực có nhau. Dù trong hoàn cảnh nào, trái tim của ba má vẫn ở cạnh nhau, mãi mãi tâm đầu ý hợp. Ba má à, giống như lời trong bài hát này nói, anh và em luôn bên nhau, mỗi phút giây đều cần em. Anh hy vọng chúng ta mãi mãi có thể ở bên nhau, bởi vì phút giây nào tụi con cũng cần tới má. Chúng tôi cùng nhau chúc phúc ba và má chúng tôi mãi mãi được hạnh phúc. Cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.